Ngay sau khi vụ đụng độ có chết người xảy ra tại Đồng Tâm, tôi có so sánh rằng trong cùng một ngày, tại Thành Hồ, người ta nói đến xử kỷ luật ông Lê Thanh Hải về việc trục lợi đất đai ở Thủ Thiêm, còn tại Thành Hà, người ta lại cưỡng chiếm đất đai ở Đồng Tâm. Bạn có thấy một điều vô lý ở đây không? Theo tôi có một chuyện vô lý, đó là đất đai Đồng Tâm sao sánh bằng đất đai Thủ Thiêm, mà Thủ Thiêm lại đang được sử dụng như một cái van xả hơi những bực bội căng thẳng trong dân chúng, thì hà cớ gì mà nhà cầm quyền lại tạo thêm một sự bực dọc khác ở một nơi có quyền lợi thấp kém hơn. Khu Đồng Tâm không phải là đất vàng đất bạc như khu Thủ Thiêm, còn sân bay Miếu Môn cũng chẳng có gì quan trọng. Một điều cũng lạ lùng nữa là sau vụ bắt giữ con tin hồi tháng 4 năm 2017 được giải quyết, một số cán bộ xã nhũng lạm đã bị kỷ luật. Những tưởng chuyện Đồng Tâm đã được giải quyết êm xuôi, thế mà đùng một cái công an động binh. Không cần nêu ra những vô lý trong các bản tin mà báo chí chính thống đăng theo cái chỉ đạo từ Bộ Công an, chúng ta biết chắc rằng cuộc xung đột đẫm máu tại Đồng Tâm bắt đầu bằng trận đánh úp của công an vào thôn Hoành lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 vừa qua. Chúng ta cũng biết chắc rằng tại Đồng Tâm có một tổ đồng thuận chống tham nhũng do ông Lê Đình Kình đứng đầu đã duy trì một sự phản kháng trong suốt thời gian qua. Cho đến một ngày sau vụ chết chóc, không thấy báo chí phe nhà nước đưa ra những lời buộc tội như là dân làng bị các thế lực thù địch xúi dục. Một điều đáng chú ý nữa là truyền thông nhà nước nói dân làng có vũ khí tự tạo lẫn lựu đạn, nhưng không nói rõ lựu đạn này dân làng đi mua ở thị trường chợ đen hay là lựu đạn từ một đơn vị quân đội nào. Để xác minh điều này thì không có gì khó nếu nhà nước Việt Nam Cộng sản muốn đưa ra tung tích những quả lựu đạn đó. Tôi nhận thấy có vài thuyết âm mưu sau đây. Thứ nhất, tin từ một số người trong nhà cầm quyền lan truyền rằng tổ đồng thuận của ông Lê Đình Kình được một sự hỗ trợ nào đó để có thể kéo dài sự chống đối. Thứ hai, mặc dù quyền lợi đất đai không lớn, nhưng với cái máu tham quá lớn, nên viên chức quân đội nào đó cũng năng nặc muốn chiếm đất. Máu tham quá lớn thì không có gì lạ, bởi trong 30 năm phát triển kinh tế vừa qua, người dân đủ biết máu tham của những kẻ cộng sản lớn đến mức nào. Thứ ba, các phe phải đánh nhau trong việc cạnh tranh quyền lực cho đại hội đảng sang năm. Từ lý do đó, nên những người dân lành Đồng Tâm là những con chốt thí kẹt giữa tham vọng quyền lực của các phe. Trong thuyết âm mưu này, người ta nghĩ ngay đến nhân vật quan trọng là Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Chung từng là công an, Chung từng hứa không truy tố dân Đồng Tâm để giải quyết chuyện con tin. Chung cũng vừa bị lên bờ xuống sông Tô Lịch, có liên quan đến quyền lợi của Chung và một công ty sân sau của Chung. Dù là thuyết nào thì rõ ràng là đoàn quân công an trang bị đầy đủ đã không lường trước rằng dân chúng có lựu đạn. Không ít người nghĩ rằng ba tên công an tử nạn không phải vì bom xăng thô sơ của người dân, mà vì lựu đạn. Thuyết âm mưu nào đi nữa thì cũng là chuyện chi tiết kỹ thuật. Nhưng một điều chắc chắn là nguyên nhân đầu tiên của vụ đẫm máu này chính là nguyên tắc đất đai sở hữu toàn dân, dẫn đến sự nhập nhằng trong quyền sở hữu và khai thác đất giữa các bên. Cũng có thể cả ba thuyết âm mưu trên lẫn lộn vào nhau rất phức tạp, như sự phức tạp mù mờ của quyền lực chính trị và kinh tài trong nước Việt Nam Cộng sản hiện nay. Chúng ta không bao giờ biết được chuyện gì đã thực sự diễn ra. Chúng ta chỉ biết chắc một điều là ông Lê Đình Kình, một đảng viên Cộng sản đã thiệt mạng do khói lựu đạn cay của công an Cộng sản bắn ra. Tuy nhiên, điều trớ trêu trong câu chuyện thương tâm đó cũng chẳng phải là điều trớ trêu duy nhất ở nước Việt Nam Cộng sản hiện giờ. Còn chuyện vô lý mà tôi đề cập đến ở đầu bài viết này là gì? Chẳng phải chế độ Cộng sản là một điều vô lý vĩ đại nhất hay sao? Trước đây 30 năm, tôi coi bức hí họa trên một tờ báo Mỹ.
Trong bức tranh cười này thấy cảnh văn phòng của một công ty có một cái tủ sắt lớn đổ nghiêng và hai người bị đè lên đang kêu cứu. Bên cạnh là một người có vẻ ông boss đưa hai tay lên trời, miệng mở rộng như đang la lớn. Thường thường trong cảnh một tai nạn như vậy thì người coi tranh nghĩ rằng chắc ông boss này đang kêu gọi ngay bác sĩ. Nhưng bức hí họa buồn cười vì câu ông boss hô lên là gọi ngay luật sư. Bức hí họa được nhiều người góp ý kiến, có người bịa ra lời nói khác đi của ông boss là trời ơi, cái tủ hư mất rồi. Đó chỉ là một câu chuyện cười. Nếu bức tranh cười này kể chuyện ở Việt Nam thì chắc người ta sẽ đổi lời hô hoán của ông thủ trưởng thành ra gọi ngay công an cho tao. Người dân xã Đồng Tâm đã từng bị một cái tủ đè lên. Cái tủ đó là Tập đoàn Công nghệ và Viễn thông Quân đội, tức Viettel, cùng đám công an và côn đồ đến giải tỏa đất đai để xây phi trường, trong khi đồng bào trong xã biểu tình ngăn cản đòi bồi thường thỏa đáng. Khi cái tủ Viettel đang đè lên đầu những người dân nghèo chất phác, thì Nguyễn Phú Trọng là ông boss của Đảng Cộng sản và cũng là boss của cả nước đã la lên, gọi ngay công an cho tao. Và cái đám cảnh sát cơ động đã răm rắp tuân lệnh xung phong ra mặt trận. Trận đánh cuối cùng diễn ra 15 ngày trước Tết Canh Tý, đúng thời gian đánh dấu một năm vụ cưỡng chế đất đai tại vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn. Công an, cảnh sát đã tấn công vào nhà ông Lê Đình Công, con trai cụ Lê Đình Kình. Cụ là một người lãnh đạo của các đồng bào bị cướp đất. Nhưng các mạng thông tin nhà nước vừa mới loan báo ba cái hành động nhân đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là: thứ nhất, bốn người gồm bà vợ, bà con dâu và cô cháu dâu của cụ Lê Đình Kình đã được thả. Họ đã bị giam trong đồn công an cả đêm ngày mà không một người nào treo cổ tự tử. Đây là một tin vui cho đồng bào xã Đồng Tâm. Cái hành động nhân đạo thứ nhì là công an đã bàn giao nhà cho gia đình ông Lê Đình Công mà trước đó chúng đã chiếm làm căn cứ. Đồng thời bốn người được thả ra đó lại được trở về căn nhà của họ. Thật đáng mừng vì cả gia đình sắp được ăn Tết trong nhà mình. Và cái hành động nhân đạo sau cùng là Đảng Cộng sản cũng trả thi thể cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, để gia đình cụ tổ chức lễ tang. Vâng, cụ Lê Đình Kình đã qua đời. Trước đó, trang web của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam gọi cụ là một đối tượng chống đối, và đối tượng đó đã chết. Gọi một con người là một đối tượng trong khi người ta có họ, có tên, toàn dân biết tiếng. Đó là cái thứ ngôn ngữ công an với mục đích biến một con người thành một vật vô tri dưới mắt đồng loại. Báo chí trong nước bây giờ đã tập nhiễm lấy cái thứ ngôn ngữ công an đó khi tường thuật. Họ nói đến một đối tượng nguy hiểm, một đối tượng bị theo dõi, một đối tượng bị điều tra, vân vân, theo đúng văn chương của bọn công an. Một đối tượng đã chết trong bản tin trang web công an này là cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, người lãnh đạo tinh thần của dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức từ năm 2017 khi đồng bào biểu tình phản đối việc chiếm đất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho tập đoàn Viettel để xây phi trường. Cụ đã hy sinh vì dám đứng lên tố cáo cả tập đoàn tham nhũng. Ai cũng biết, khi có dự án xây cất là có chậm mút, có rút ruột. Những phi trường giao cho quân đội từng bị khai thác, biến đất công thành đất tư. Những ổ tham nhũng mà chính những người lính nghèo đói và các đảng viên Cộng sản cũng là nạn nhân. Nguyễn Phú Trọng, tên đứng đầu cái đảng cướp đất này. Khi người dân phản đối, Nguyễn Phú Trọng chỉ biết la, gọi công an cho tao. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn ở Hà Nội viết thẳng rằng, người dân Đồng Tâm chưa một lần nào thực sự được đối thoại với nhà cầm quyền. Chúng không cho nói, chứ đừng nghĩ đến đối thoại. Chúng cướp được đất rồi, vẫn chưa yên tâm, còn cho bọn chó săn tấn công giết người ngay trong nhà người dân lành. Cả nước Việt Nam cùng để tang cụ Lê Đình Kình.
Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm về cái chết của cụ Lê Đình Kình. Sau vụ cướp đất giết người này, ông Nguyễn Anh Tuấn, người đưa tin về vụ Đồng Tâm từ năm 2017 đến nay, biết rằng Đảng Cộng sản chắc chắn đã không lường hết những hậu quả chính trị của quyết định tệ hại này. Người Việt Nam sẽ không để yên cho một nhóm gian tham lũng đoạn đất nước, kết bè, kết đảng lộng quyền, khinh dân như cỏ rác. Việt Thèn là đứa con cưng của Bộ Quốc phòng, là một công ty được hưởng lợi rất nhiều từ chính sách của nhà nước nói chung và của quân đội nói riêng. Hiện nay, Việt Thèn là một doanh nghiệp tỷ đô và đang mở rộng thị trường sang nhiều nước. Sự phát triển ấy có được là bởi công ty này đã có những đặc quyền rất lớn từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dành cho nó. Hầu hết các công ty nhà nước hoặc các doanh nghiệp gọi là sân sau của những thế lực chính trị mạnh trong Trung ương Đảng đều tận dụng quyền lực nhà nước để trục lợi trên đầu đồng bào mà làm giàu, thì không lý gì Viettel đứng ngoài cuộc chơi. Với thế mạnh là một đứa con cưng của quân đội thì chắc chắn Viettel không thể chịu lép vế so với những doanh nghiệp sân sau cỏn con kia được. Và tất nhiên, Viettel phải giành lấy món ngon nhất trong tất cả các con mồi. Vào những ngày cuối năm Kỷ Hợi, cả xã hội Việt Nam bàng hoàng khi mà nhà cầm quyền Cộng sản đã bất chấp luật pháp, giác súng vào nhà dân ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm để bắn chết và phanh thây cụ Lê Đình Kình. Quá man rợ và quá tàn ác với một ông cụ 84 tuổi chỉ vì cụ là người làm cho nhà cầm quyền Cộng sản không thu hồi được 46 mẫu đất để trao cho Việt Thèn. Chỉ là một doanh nghiệp mà khiến kẻ cầm quyền bất chấp luật pháp, bất chấp đạo lý, mang súng đến nhà dân giết người, cướp đất, thì đủ biết sức mạnh doanh nghiệp này lớn cỡ nào. Có thể nói không ngoa rằng, trong tài sản hàng tỷ Mỹ Kim của Viettel thì một phần được làm nên từ máu của dân. Máu của dân rất ngon. Vì bị lấn át bởi tin tức về thảm sát Đồng Tâm, nên nhiều người không chú ý lắm đến một tin tức không kém quan trọng. Đó là hôm 13 tháng 1 năm 2020, trên tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn có đăng bài Viettel nắm giữ tối thiểu 50% vốn ở doanh nghiệp thu phí tự động. Bài báo này cho biết ông Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh cho Văn phòng Chính phủ ký văn bản số 8/TB/VPCP cho phép Viettel nắm ít nhất 50% cổ phần thu phí tự động. Đó là một kho vàng cho Viettel, mà vàng này được móc từ túi của toàn dân Việt Nam. Và đây rất có thể là điểm bắt đầu cho một Đồng Tâm thứ hai trong tương lai. Như ta biết, ở các nước trên thế giới, những tuyến đường quốc lộ được chính phủ xây dựng từ tiền thuế của dân, và đó là dịch vụ miễn phí. Ở những nước này, dân chỉ phải bỏ tiền ra trả một lộ phí nhỏ cho các tuyến đường tốc hành mà thôi. Thế nhưng, ở Việt Nam thì nhà cầm quyền Cộng sản vẫn thu thuế của dân. Rõ ràng, Việt Nam là một nước thuộc loại siêu cao thuế nặng, nhưng chính phủ thì lại không có trách nhiệm xây dựng quốc lộ cho dân đi, mà chúng lại bắt dân phải trả lộ phí. Thí dụ, chỉ riêng quốc lộ 1A đã có đến 30 trạm thu lộ phí cho đường dài 2.400 cây số. Tính ra trung bình cứ 60 cây số thì dân phải đóng tiền. Miếng ăn quá ngon mà đám doanh nghiệp của cá nhân thì quá tham lam, nên mới xảy ra hiện tượng BOT bẩn, tức bọn lợi ích này dựng trạm BOT để thu lộ phí ngay cả những khi người dân không hề sử dụng dịch vụ của nó, và từ đó dân phản đối. Vì BOT bẩn quá ngon, nên cho dù dân chúng có phản đối cỡ nào thì đám doanh nghiệp này cũng tìm cách duy trì, cũng giống như nhà cầm quyền. Khi mà cái công cụ luật pháp không thể dùng được, thì bọn chúng lại dùng đến bạo lực. Khi bị dân dồn vào thế bí mà chúng không thể biện minh được, thì đám BOT bẩn và những kẻ cầm quyền phối hợp với nhau dùng bạo lực. Chính vì vậy, mới có chuyện công an sắc phục, công an giả dạng côn đồ, hoặc côn đồ làm tay sai đã ra mặt hành hung những người dân phản đối BOT bẩn. Do đó, dù cho dân phản đối quyết liệt, nhưng BOT bẩn vẫn còn mà không thể nào bị đẩy lùi.
Kết quả là dân vẫn phải chấp nhận bị hút máu. Miếng mồi BOT lâu nay đã được đám thép riêu ăn ngập mặt. Tất nhiên, với tư thế là con cưng của Bộ Quốc phòng thì Viettel không thể không giành phần. Nên lần này, Viettel quyết hốt một cú thật đậm với hơn 50% cổ phần trong các doanh nghiệp thu phí tự động. Nói thẳng ra, Viettel muốn thò một cái vòi lớn hút máu toàn thể dân Việt và đồng thời muốn đánh bật những nhóm BOT nhỏ ra khỏi cuộc chơi hút máu dân lành. Còn nhớ năm 2014, Bộ Quốc phòng quyết định giao miếng đất thuộc kế hoạch xây dựng phi trường quân sự Miếu Môn cho Viettel. Thì hôm nay công an vào nhà cụ Lê Đình Kình để hành quyết cụ, để giật cho bằng được miếng đất này. Rồi hôm nay Nguyễn Xuân Phúc lại giao miếng bánh thu phí BOT cho Viettel, thì số phận của những người phản đối BOT bẩn sau này sẽ ra sao? Có khi nào họ lại bị lực lượng công an kéo quân đến nhà hành quyết để dằn mặt cả xã hội như Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 vừa qua không? Với bọn Cộng sản, không cái hành động ác độc nào mà chúng không dám làm. Cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không những nó kềm hãm sự phát triển đất nước, mà thực sự bên trong nó còn có chứa mầm mống tội.